Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Chúng ta lại trở lại với cổng rua. Và hôm nay thì thông báo cho các bạn một cái tin cũng rất là vui. Đó là cổng rua được đón nhận một món quà rất là ý nghĩa của anh Nguyễn Bình ở bên Mỹ. Có gửi tặng cho bà con cổng rua một cái máy tuốt to cho cả bản dùng. Tại vì trong cái thời gian vừa rồi thì mình có lên quay những video ở trên cổng rua thì thấy bà con gặt rất là vất vả, là dùng bằng tay ấy, từng tay dùng cái cây để mà đập. Đấy, hiệu quả thì không cao mà thực sự là rất là vất vả luôn. Nên là anh đã quyết định là gửi tặng từ bên Mỹ sang một cái máy tuốt. Đấy, một cái tuốt cho cả bản dùng để tăng thêm cái sự đoàn kết và giải phóng được cái sức lao động các bạn. Rồi xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video nhé. Đây, hiện tại thì mình đã đến cửa hàng để từ hôm qua thì mình đã liên lạc với chủ cửa hàng là có mua một cái máy tuốt loại cỡ to nhất. Loại này là như nào anh nhỉ? 2m2 à? Con này là con 2m2, buồng đập to. Buồng đập to, to máy, nhất à? Máy nếu mà ở đây là máy to nhất và là đắt nhất. To nhất, đắt nhất. Máy này là anh bán ở đây, đây là bao nhiêu? Mình bán là thường mình bán cho khách ở dưới này thì là 26.500, mà mình lấy các bạn 25.500. À vâng, vâng. Còn nếu mà các bạn mà muốn lắp đặt các thứ nữa thì mình lấy thêm phần cho công thợ đi lắp. Vâng, vâng. Mà... em nghĩ là cái này tí là phải tháo rời ra. Xong là anh sẽ điều chỉnh một thợ lên hộ em, xong là em vâng, em sẽ gửi tiền công cho các anh. Đây cái máy đây. Buồng đập to 2200 à? 2m2. À 2m2. Cái buồng đập to, nếu mà buồng đập thường của nó thì nó lại rẻ hơn được 1 triệu cơ. À thế à. Nhưng mà thường thường thì bây giờ dùng buồng đập to này nó sẽ tốt hơn. À. Rồi. Bây giờ Aqua tháo hết ra đúng không? Từng phần ra để bà con khiêng chứ. Không thì lên thế nào được. Đúng không? Nếu mà tháo ra thì nó nhẹ thôi mà. Tháo ra nó cho nó nhẹ. Tháo ra nó nhẹ rồi chứ. Ờ. Tháo ra nhẹ không mà. Đây, hôm nay tí có thợ lên lắp. Đồ lắp lại ô. Có thợ lên. Nay xuống thì có A Tông này, A Su này, A Dinh này, A Khua xuống lấy. Ok anh ơi, tiến hành thôi. Xin ơi, dắt ra xong rồi nổ luôn. Cho nổ thử, nổ thiếc cho nào. Thế sẽ ông nên nó hiện nay không nổ rồi. Xe thì sáng nay đã xe đã xuống chờ thật sớm rồi. Khách xuống mua rồi, xe đã xuống. Xe đã xuống trước chủ. À đây là những cái sản phẩm phục vụ ở trên vùng cao này các bạn này. Máy cày này, máy làm đất này, máy tuốt lúa cũng có nhiều loại lắm nhá. Nó có cái loại bé này nhưng mà Aqua thấy hôm trước bảo là loại này không tốt phải không? Loại này á? Nó ra thóc à? Hả? Loại kia á? Chậu kia em ơi, chậu kia. Ui dồi ôi, bé tí thì cái là máy. Cái loại kia thì mấy nhà chung một cái nhưng mà cái chắc là hiệu quả nó sẽ không cao, nó bé mà. Mấy triệu một cái? Cái này mấy triệu một cái anh? Cái này mấy triệu một cái? Lấy của nó hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu. Nếu lấy 5 triệu rưỡi. À. Nhưng nó bé tí nhỉ? Cái đấy chỉ dùng hộ gia đình thôi. Hộ thôi, hộ một. Nhà đấy. Nhưng mà hôm nọ dân bản này bảo không lấy cái này, lấy cái to cơ. Nó lấy cái này. Dân bản lấy cái to. To thì nó nhanh mà nó chắc là đỡ hỏng hơn. Cái này thì cả bản tuốt một buổi cũng mà hết luôn. Phanh đây này, cần phanh thế này. Rồi nó một chỗ thôi để sân bóng, sân bóng trên bản luôn. Cái này bà con cứ thu thóc về sân bóng ấy, giải bạt ra đống từng đống, cứ hết nhà này tuốt thì lại đến nhà kia tuốt, nhanh không mà. để sân bóng ấy, để sân bóng. Ừ. Bắt đầu cho nhớt à.
vào. Con này là dòng máy gì đấy nhỉ em nhỉ? Máy Đông Du ấy. Đông Du à? À Đông Phong. Đông Phong. Đây. Mày mới toanh hay toạch cái chứ nhỉ? Cái này nhá, a cua nhá. Mai sau làm là người nào biết làm mới cho làm nhá, không phải là ai làm được cái này đâu nhá. À, không được bao giờ thò tay quá ngưỡng này, nó cuốn vào là chết luôn người đấy. Muốn đủn cái thóc vào thì lấy cái thóc khác đủn vào. Dùng nhiều chưa? Thì tốt hộ rồi ấy gì. Chung là loại này là loại tốt nhất, dày nhất rồi. Máy này máy 15. Ô tiên à, ông con này máy 20 cơ? Em tưởng máy 15 chứ. Ủa, không kéo được cái này. Thế à? To thế cửa. Cái mã số này là không phải mã số của nó, nhưng mà à không, đấy không phải mã số của nó. Thế à? Vâng. Mã số của nó đây này. Mã của nó đây này. S1100 này này. Ừ. 1100 này nó là máy 20, còn 1100 ấy nó mới là máy 15. Còn 1110 này thì nó sẽ là máy 20. À. Ừ. 301 là 10. Made in China, 175 kg. 5 cân. Ui giời ơi, nguyên cái xác máy này hả? Xác máy, riêng xác máy này không là 175 cân. 175 rồi đấy. Đấy, tí nữa. Không, tí tháo bánh đà ra. Tháo xuống rồi. Ờ, tháo ra. Tí tháo bánh đà ra. Tháo hết. Tháo bánh đà ra thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm là tạ 2 thôi mà. Tạ 2 à? Tháo hết. Tạ 2 thì cũng phải 4 thằng quá. Ui cái công vận chuyển lên đây em sợ lắm. Trước khinh khó hơn này được. Tương đương này thôi. Từ cân 17 sang bên kia. Tháo bánh đà. Đi đây không được rồi. Rồi. Quay đi. Quay mày to này không sợ gãy răng đâu, mày bé bé cơ, mày 8 ấy, mày hay gãy răng. Không lấy được rồi, sao nhìn nó ấy thế nhỉ? Thôi, lạch rồi, thắng rồi, đúng không? Thôi, được rồi, nó lạch lái bên này đi. Lạch lái đi bên này, tiến lên, lại đi lên rồi. Máy nổ, máy nổ. Rồi. Đấy, An Tông thấy sướng chưa? Sướng. Đỡ về người phải không? Máy này khỏe. Ừ, khỏe. Khỏe lắm. 2 tấn. Quá đơn giản đúng không? Ừ. Máy móc làm. Rồi.
Đây đã xong rồi nhá anh nhá, xem nào. Giấy biên nhận này, máy cái gì đấy, máy tuốt thanh tuyển, thanh tuyển à, 2m2 cộng đầu nổ 20, 25.500.000, bảo hành một vụ. Bảo hành bao nhiêu tháng đấy? Một vụ là bao nhiêu tháng? Một vụ của nó là 6 tháng. 6 tháng à? Nó đóng luôn ở trên máy. Trên máy nó cũng ghi luôn là bảo hành một vụ. À, bảo hành một vụ trên máy đấy, đúng không? Tức là nửa năm đúng không? Rồi, ok. Thế là xong các bạn nhé. Bây giờ là đi thôi, di chuyển vào bản. Từ đây lên bản nó mới là cái vấn đề đấy. Này, phó bản ơi, cầm cái này cất đi nhá. Cái này giấy bảo hành nhá. Ôi. Ờ. 25.500.000. Cước xe 500.000 là 26 triệu. À đâu? À, ừ đúng rồi, 26. Giữ cái đấy nhá, có bảo hành một vụ đấy nhá. Của nhìn cái đấy biết đọc không? Nhìn cái gần của suốt từ nãy mà chưa chắc là biết đọc đúng không? Nhìn nó sướng rồi. Nhiều chữ lắm phải không? Về trước cái chuẩn bị dây thừng như thế kia nhá. Xong là chuẩn bị ván để hạ máy đấy. 3 tấm ván to, dày. Hay là xuống chỗ nhà đằng dê? Chỗ nhà Giàng ấy nhỉ? Chỗ nhà Giàng. Ừ. Là nhưng mà bỏ em vĩnh nhưng mà lên thẳng trên mầm non á. Ok. Bắt đầu xuất phát các bạn nhé. Đây hiện tại thì xe đã đến bản rồi các bạn ạ. Anh em cống rua đã đến tập trung ở dưới quán này uống nước rất là đông. Để chờ máy vào. Chống dây điện nha, xuống nha, dây phơi kìa. Đi lên chống dây điện này anh em ơi. Lên chống dây điện này. Anh em ơi xem có dây thừng, dây thiếc thì chuẩn bị nhá, để kéo nhá. Chào. Chuẩn bị ván để mà kê xuống, không xuống được đâu. Nó phải có ván trượt xuống. Con này nó là hàng Đại Bác. Ở bản dưới này có chưa? Chưa có đúng không? Cả cái xã này có mấy con này? Có con này chưa? Có con nhỏ thôi. Loại bé hơn đúng không? Nhỏ thôi. Loại này thì nó công suất nó lớn. Dùng cả bản thì nó thoải mái. Chứ mà một mình mà dùng một cái này thì phí. Đấy là cái ván này, mượn hai cái ván. Ván dày ấy, ván 5 phân mới được đấy. Không được gãy ộp xuống đấy, cái này nặng 5 tạ đấy. Trên này có bán đấy, có bán to. Đi lên đi. Thấy quá. Dạng. Lấy luôn. Bỏ cái này ra, vớt vào chân rồi. Thế nó xuống. Kéo ra. Cẩn thận cái xăng. Từ từ để xem bánh đằng trước nhá. Anh lấy nhanh thì nung quá nhá. Lấy nhanh thì nung không? Cây đây. Lũi à, lũi tua lại vừa làm muốn đâu. Nó mà thích cái bao lâu nữa. Chắc là có nhiều thay
cái này nổ luôn, nổ đấy đi. Cứ cho xuống đã, nổ cái gì mà nổ. Dự khiêng tay vào, khiêng tay vào. Lái nha, lái cẩn thận nhá. Lái qua. Tính hai bài rồi. Ok. Bây giờ lắp cái ghế này mọi người. Nhưng mà không lái được đâu. Chỉ một thằng dắt một thằng ấy thôi. Đấy, nó ngồi thế này đấy, nhưng mà không lái được thì đừng có mà ngồi lên. Nụ ta thử lấy một phát đâu. Đấy, thằng nào là học lái ô tô. Thôi nổ lên đi. Nhanh không muộn đấy. Ông này phanh làm gì, người ta đủn đếp chết rồi còn phanh. Phanh làm gì mà phanh. Cái này là xuống thôi. Phanh đâu. Cái này là xuống thôi. Phanh đây. Đây là xuống. Cái này xuống. Phanh quá. Cái này xuống. Cái này là dây số. Ờ, phanh bên kia. Cái này là cài số. Cái số quân văn. Rồi. Đi. Đốn à hay là nổ nào? Nổ không được, nổ bây giờ là đi đấy. Chỉ có phanh à, chết lắm. Thôi đốn đi cho nhanh, an toàn. Đi chậm nhưng mà an toàn. Một cái phanh cái này đâu? Phanh đây nó đang cầm bên này. Phanh bên này đang hai phanh thôi. Quá đụt quá. Xuống vực đấy nhá, không đùa đâu. Đẩy thôi. Đẩy đi, cái đường bé lắm. Cái đường này đường to, đường bé, đừng ấy vào anh ơi. Để kéo dây. Cái này là phanh. Phải lắp phanh nó đi. Đâu? Cái dây phanh của nó đâu? Ôi nhờ, nó chưa hả? Ừ, lắp vào luôn. Lắp vào thì lên dốc để phanh. Alay ơi, buộc cái dây vào cho nó người nó bám vào được đông một tí. Alay ơi, buộc cái dây vào đi. Buộc cái dây vào trước đi. Dây này. Buộc vào cho nó nhiều người. Đây cái này. Múa. À nhưng mà nó còn người lái nữa chứ. Thế thì cứ cầm đã. Tí lên chỗ nào dốc cao mình hẵng ấy. Tốn đi. Lái cái này như kiểu lái xe tăng lên đèo ấy. Cả bàn súng vào một cái máy rất là nặng. Đoạn này còn dễ, lên trên kia mới làm vấn đề. Kéo còn hơn là kéo pháo các bạn ạ. Còn qua cầu nữa cơ. Hai người lái xong là còn lại là khoảng hơn chục người là lôi đít. Buộc sợi dây vào lôi đít để phanh các bạn ạ. Vừa phanh đằng trước lại vừa phanh đằng sau. Lo nhất là coi cái cầu này. Tí nữa thì chắc là mình sẽ không cho người đứng lên đây đông theo máy đâu, mà trọng tải của cái cầu này chắc là khoảng chục người thì nó rơi vào 5 tạ, nó cũng bằng vừa bằng cái máy kia. Nhưng mà không thể cho không thể cho nhiều người lên như thế được, thì sợ là cầu này nó gãy xuống thôi. Cầu này cũng yếu mà. 2-3 xe máy qua đi anh Dung. Rất là lo cái cầu này. Như kéo pháo luôn. Đo cầu chưa đây? Đứt phanh rồi. Đứt cái gì? Đứt phanh kiệt rồi, đứt phanh này trên này gãy rồi. Sao lại đứt phanh được?
Phớt phanh này con không kịp phanh đứt gãy phanh rồi. Gãy phanh á? Từ từ nhá. Đến đoạn kia phanh anh bảo này. Người không đi qua được đâu. Người không theo máy được đâu nhá. Đây. Làm kiểu gì dòng dây ra kia người không theo máy được. Cái này 5 tạ đấy. Người theo máy sợ nó gãy xuống là chết người đấy. Công năm con cầu này nó bỏ đi 2 tấn mà, 1 tấn mà. Cái gì? Cầu này nó chắc được 1 tấn mà. 1 tấn á? Cái này 5 tạ đấy nhá. Giảm người xuống. Giảm người ra, đừng có chủ quan. Bốn người thôi. Vừa không lọt không? Lọt không? Bị sao? Trượt mà phanh á? Ok. Hả? Ừ thì thật ra mình có di chuyển đâu. Mình chỉ mỗi kéo lên đến đấy mình dừng ở đấy mà. Không, nó bảo hành. Em khác bảo nó. Yên tâm. Lên vừa đó nha, bốn người đó nha. Đừng có. Phải thật sự để ý đấy nha. Không chủ quan được đâu. Đi được bao nhiêu? Đi được 1 tấn thôi. 1 tấn thì được. Tấn thì 4 người đi được. 1 tấn luôn mà. Ừ. Sao nó mắc cái gì? Mắc cái rào dê quá. Có vừa không? À cái rào dê gì? Lấy đầu mới chết thì thẳng luôn á. Thế mà thả máy mình cho nó lúc đổ nè. Cho vui thả máy. Vui là nguyên tinh quá. Lái cẩn thận nhá. Căn cẩn thận. Đùa xót ruột quá. Ấy anh ơi đừng lên vội. Từ từ. Từ từ đã. Biết đâu được nó gãy xuống thật thì chết người đấy đùa. Nguy hiểm lắm. Nhảy. Biết là nhảy rồi nhưng cái máy kia nó đè thôi chứ. Ok. Xong. Qua đoạn cửa ải khó khăn đầu tiên đã. Được. Bây giờ mới bắt đầu lên dốc này. Lên đi bà con ơi, lên đi, buộc dây vào. Bây giờ mới là vấn đề đây. Đây, khó khăn trồng chất khó khăn. Về đây thì cái má phanh mới đét này nó lại phanh cái tự nhiên nó cụt vào đây nó kẹt luôn là bánh. Kê phải kê chắc chắn đấy nhá. Người ở trong đấy. Người nằm ở trong đấy nhá. Kê phải coi nhá. Nhắc lên đi. Thế sao ra? À tập trung không? Tập trung đẩy đi. Nhấc lên. Nhấc cái bên này lên. Nhấc bên này thôi. Bên này thôi. Bên này thôi. Bên này thôi, sang hết bên này thôi. Sang hết má bên này. Nào. Kê chắc chắn nhỉ? Tính chiều đấy. Chống vào. Bây giờ kiếm cây chống vào đây, không cẩn thận nó sập xuống đấy. Mọi người đi phanh chỗ kia đi, phanh cái đầu kia làm cho nó quay này. Quay ngang bánh ra. Nếu mà quay nào. Quay ngang bánh ra. Quay ngang cái bánh này. Quay để thẳng xuống là ấy. Ngang bánh nha, ngang hẳn vuông góc vào. Nữa. Rồi. Ok nhá, bây giờ tháo cho em hai cái ốc trục trong kia. Bây giờ anh kiếm đâu được cái cọc về chống gá vào đây đi. Ví dụ mà nó sập thì nó còn đấy. Biết là nó không sập nhưng mà mình phải có cái gì phòng bị nhá. Chống ấy vào. Có cầu cả không có cầu cả? Có cầu vào. Có một cái cầu gỗ để cặp chúng luôn. Anh phải nằm ở trong đấy. Kiếm cái cầu kia. Bây giờ phải chống chiếc rồi là tháo hai cái bánh ra để mới ra được cái má các bạn ạ. Rất vất vả luôn. Hôm nay thì có mà thông chiều không được ăn cơm nhé. Vú thôi nhờ. Đấy, dỡ cái kia ra, cái kia không cần nữa mà. Cái nào? Ừ. Không thì lấy cái khác vào cũng được. Nhưng mà thật ra là cái đấy nó không cần. Tí mình kê hẳn cao lên mà.
cái hàng dướt này xong nào nó ấy nhỉ? Cho nó nhấc hẳn bánh lên. Cho nó tật tăng lại cho nó. Đấy, đúng rồi đấy, cái đấy. Đấy. Đừng cho nó kẹp ở đây nhé. Đừng cho kẹp vào đấy nhé. Kẹp ở đấy là thì nó mép lên rồi. Rồi, bây giờ kiếm một hòn nữa đi. Một hòn nữa là bây giờ không thì nhấc đấy, chuyển cái hòn này sang được. Chuyển cái hòn này sang này. Bây giờ tập trung nhấc đi. Nhưng mà hòn này hòn này hơi mỏng, từ từ. Lấy hòn này nhá. Lấy hòn này nhá. Hòn này mỏng quá. Phải lấy cái hòn cứng ra. Hòn cứng một tí. Không sợ nó vỡ. Cái này quay phát thì lên được mà. Rồi rồi. Ok, nào, bây giờ tập trung vào đi. Tập trung vào, nhấc lên, một người đút thôi. Nhấc hẳn lên nhá. Tập trung hết vào đi. Từ từ nhá. 1 2 3. Không được, bên Akua hơi trùng rồi. Bên Akua phải lên. Lên bằng nhau. Cầm vào bánh cũng được mà. Cầm vào đâu cũng được. Bây giờ nó chưa rời ra, nó chưa tháo đâu mà. Nhấc lên chứ không phải hạ xuống đâu mà. Nhấc hẳn bổng bổng cái xe lên. 2 3. Ấy anh kê cẩn thận nhá. Ôi từ không được. Không được. Kê bên này cả bên này đi. Nó nghiêng từ từ nhá. Không sao. Kiếm đá đi, kiếm đá kê hai bên vào đây luôn đi. Đây, đúng rồi. Lên được chưa? Rồi. Lên bên máy nào. Trượt, không kiểu gì kiểu phải kê thì anh mới tháo cái giấy ra được. Phải hạ được cái bánh xuống. Cái này phải có cái cọc cơ nhưng mà không có cọc có gì. Kê đá này nguy hiểm lắm. Kê đá nó kiểu nó không kiểu gỗ này. Đây, tháo mãi mới được cái má phanh này ra này. Ui. Được rồi, bon rồi nhá, bây giờ là không phanh nhá. Chạy vừa đi phải vừa cầm hòn đá theo sau để chèn bánh. Cái này phanh nhưng mà nó không nó cái đầu ấy. Được cái đầu thôi. Được cái đầu thôi mà. Mũ chế. Cởi dây ra kia em ơi, cởi dây kia ra. Nhớ cái này em bỏ đà ra đi. Anh em ơi tập trung vào đây đây, bỏ đà ra đi. Đây này hòn đá này. Nào. Khiêng lên. Tập trung vào đây em ơi. Vào đây. Nhấc một bên này thôi nha, nhấc một bên thôi. A Tông sang bên này. Bên này nó dạo chạm đất rồi mà, sang bên kia ở đấy. Nào. 1 2 3. À, rồi. Ok. Đi. Mũ đi, bây giờ nhá. Buộc dây vào. Đoàn người đi trước. Người đùn theo sau. Có ai có cục gỗ cầm này à? Không thì không chèn bánh được là nguy hiểm lắm đấy nhá. Phải cầm cục gỗ để đi. Đấy, đặt lên đây luôn, gỗ đặt lên đây. Đặt đây. Kiểu nữa kê nhá. Đấy. Ui, lỡ lăn đầu rồi đấy. Vừa sức máy vừa sức người các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Hơn cả kéo pháo.
Cái gì từ xem nào. Cháy cô loa quá à, đâu xem là lùi xem. Là nó tí hay mũ nào. À nó cháy sơn thôi. Cháy chỏ cưa, chứ có sơ. Ui. Không rồi, cháy cái số, má số của nó đấy. À. Cháy cái quơm đây thôi. Thì chứ tao tụi mua số rồi đấy. Đúng rồi, em hay... Em hay kiểu là không vào hẳn mà không ra hẳn đúng không? Nó thành cái má phanh. Thì nó chả thế. Nó phải đa số xuống nó phải thả ra cơ. Nó đa giống một số đa đấy. Có thả ra tụ con su. Cái này nó cháy, cái con su nó cháy. Giống một số đa. Thôi. Cái con này dây thôi. Nó dây con. Chụp bị ê. Có bị đây, có bị đây. À cái đấy là nó chỉ có cái chú mà đa số xuống là nó phải nhà có miếng nhà số được. Chứ còn mình thả xuống thì nó phải lộ ra luôn. Cái này á, cái này nó giống cái lá côn ấy. Nó khi mà nó ví dụ ở đường bằng ấy, nó ép một phát vào thôi là nó cắn vào số là nó chạy luôn. Chứ cái này mình cứ chạy bóp ra bóp vào, bóp ra bóp vặn như nó không khác gì cái má phanh. Cái này không thể vào được, không giống địa hình đường dưới kia. Hiểu không? Thì chả thế, nhưng mà ở đường bằng nó bập một phát nó vào luôn, hiểu không? Không phải đâu. Mày cứ làm như này á, tí nữa cháy hết luôn, nó giống như kiểu cái má phanh ấy. Cái này nó là thay cái lá côn. Đúng rồi, thế mới bà mới nói. Cái này nó khác, nó thay cái lá côn rồi, có cái gì đâu. Mình nhả chuối lên chung con cái đó. Chèn bánh. Dừng đi, bỏ cái số cái ra. Dừng đi, bỏ số ra. Bỏ chưa? Cháy khét lẹt này. Bây giờ nâng nào được cái dây cáp này? Nâng nổi không? Dây cáp này này. Cầu lắm. Hả? Có khi được đi đường này thôi quá. Nước á? Có chị em nào nhờ đi lấy hộ một can nước đổ nhiều vào cái bình nước ấy. Đê. Kìa thằng ấy kìa. Thằng em ơi. Can nước ấy để xuống ấy nhá. Xuống máy nhá. Uống đi xong để trong máy.
Bây giờ nghiên cứu qua chỗ này đi. 2, 3. Tập trung vào đi anh em ơi, đây vào giúp đi. Đến đoạn Giào Châu rồi. Phá cái Giào Châu này đi à? Cái bờ rào này khi mà gặt xong người ta bỏ đi đúng không? À thế à? Nhiều người bình luận trên video bảo làm cái hàng rào này lại, nhưng mà thật ra là dân bản chỉ làm tạm thời thôi, hết mùa vụ người ta lại tháo bỏ đi mà. Chả cần đủ nó đi theo, nguyên cầm cái máy quay đi theo cũng lè lưỡi rồi. Phụ nữ này cầm chẹn bánh à? Phải đi sát vào, giang nhanh lên. Đủ đi, trên đủ đi. Kéo kéo kéo. Dọn đá, dọn đá. Dọn đá đi. Mấy chị em này lên trước đi để dọn đá cùng mấy anh đi. Có gì đầy rồi, đầy đá rồi, không phải mang hai cục cây nữa. À, tông. Vứt hai cục cây rồi đi. Mà vì nhà lại ngủ. Làm ghế ngồi à? Ừ. Ném nó gọn gọn thôi, đừng vứt đi, phí lắm. Đấy, dài dây ra. Đến chỗ kia phải chèn bánh ấy nhá. Chỗ cua đấy phải chèn bánh lại đấy.
không cua kịp là lùi xuống vực đi đấy. Đoạn này phải chèn bánh ấy nhá. Từ từ nhá, từ từ cua nhá, cho nó đi thẳng ra đây. Nguy hiểm. Đói chưa? Về đi ăn cơm xong rồi vác cây xuống mới được. Cái này phải 2-3 cây. Một cây được, một cây to bằng này cho vào đây. Ờ ván này, cái tấm ván này. Tấm ván 5 phân này. Mình sẽ để bác ý của ta. Có nghỉ chưa không hay là chơi lên luôn đấy? Lên luôn này, không lên luôn. À lên luôn thì máu. Ờ được, máu thì máu. Máu thì cũng máu rồi. Tí nữa nghỉ sợ lười. Tới ăn xong rồi, tới gì đó có ăn mà. Ăn xong là mày không nói đâu. Mày đi làm thôi. Tớ không nói thì tớ làm đi. À giàng này nữa. Ê đừng ném đá đi. Ê. Đang cần đá lắm ấy. Chỗ này là chỗ khó nhất các bạn ạ. Qua được chỗ này thì coi như là về đến bản. Nhưng không qua được là một cả vấn đề đấy. Mấy đại ca này lấy cái gì dưới này đấy? Cây á? Xuống đây, xuống kia, xuống khiêng đi. Rồi. Xuống đây khiêng cái cây này đi. Ui cái cây này yếu quá. Không có cây to hơn à? Mày có do trả đâu? Cứu lúa ông chung kinh do đâu? Hả? Tay á? Xuống đây xuống đỡ nhau. Ờ giao em đây. Cứu khó tẩn luôn á.
Thế để làm bằng bằng để đi được thôi. Lo mỗi chỗ này thôi, lo mỗi chỗ trên này thôi. Chỗ cua kia này. Cái này á? Ừ. Đúng rồi. Tí mới bỏ mấy hòn đá kia ra. Cái hòn đá to to giữa đường này này. Bỏ ra. Bỏ hòn này ra. Trắng đi vừa quá. Hử? Trắng đi vừa quá. Cấu vò xong này mới qua. Cua nó vẫn mắc vào đây chứ. Chỗ này này. Không có cái đá này đi tốt nhỉ. Ừ, không có cái tảng này thì nói làm gì. Quay cái hòn này ra. Quay hòn này ngang ra. Cho nó đỡ mắc tôn đất vào. Chỗ này chỗ khó nhất. Đoạn đường. Hòn đấy vẫn được nhưng hòn này này. Quay ngang nó ra được. Xong tôn đất vào, lấy xẻng nó hất đất vào. Khó đấy. Đó này khó đấy, không đùa đâu. Cho cả đất vào. Ông chủ nhá. Không mang cuốc xẻng cái đấy, có cái xẻng cái đấy. Ông sợ thứ là lũ hứa. Úi giời, đội đại ca này đi chơi đấy nha. Em đi phát. Sao đấy, chỗ này chưa kẻ được à? Hả? Thế làm kiểu gì? Nhìn thế thì về mà ăn cơm xong tí xuống làm. Lúc nãy vào máu làm. Bây giờ chỗ này thì khó đấy. Chỗ này có ván. Ừ, con dao nó không chặt được à? Không mẻ đâu mà. Thế bây giờ làm nào? Úi, cái đường thế này không thì về đi, về ăn cơm xong là tí xuống làm. Về đây, về đây. Xuôi. Chưa kè được chỗ này đâu, có khi về ăn cơm thôi. Về đây. Tí nó ăn trộm máy thì thôi đấy. Cho nó chả lấy được, cho ăn trộm lên đây nó không lấy được luôn cái máy này. Sao? Chặt được không? Được chứ, không được. Bé bé mà có võ phải không? Cái này ừ. Đó, cái này. Đấy, cái mù chế ăn cơm đi. Về làm bát cơm đã cho nó. Đấy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? 2 giờ rồi quá. 2 giờ. 2 giờ rồi. 2 giờ kém 10 à? Đây đây về đây. Mình mơ. Về đây về đây. Không trụ nổi rồi, 2 giờ chiều rồi. Đấy. Cả một buổi sáng đến 2 giờ chiều thì các bạn biết là cái cuộc hành trình vất vả của bà con như nào rồi. Bây giờ mới được có nửa đường nữa các bạn ạ. Còn từ đây lên nửa đường nữa mà đường lại càng dốc hơn nữa. Rất là vất vả luôn. Rồi video cũng khá là dài và mình cũng thấm hết rồi. Nên là mình kết thúc video tại đây các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hẹn các bạn tập phim tiếp theo về cống rua.